Hiện nay, hình thức phát hành game theo dạng free-to-play đã không còn quá xa lạ với game thủ. Tuy nhiên, trong số đó không ít game dùng cái tiếng miễn phí để dụ dỗ người chơi. Và chất lượng của chúng từ đồ họa cho đến gameplay thì phải nói là dở tệ. Và hiện nay, nhờ sự phổ biến của những nền tảng như Steam, đã mang đến cho người chơi game chúng ta những tựa game mặc dù là miễn phí, nhưng chất lượng lối chơi của chúng tỏ ra không hề thua kém những tựa game mua tiền chiều. Và cũng vì đơn giản, hình thức chơi game miễn phí lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ từ game thủ, cũng như là tố quan trọng để quyết định gắn bó lâu dài một tựa game. Trên thực tế, với kho Steam khổng và những nền tảng tương tự, có rất nhiều tựa game miễn phí sẵn sàng cho bạn tận hưởng giá trị của một sản phẩm bản quyền mà game thủ không hề phải bỏ tiền mua để tải chúng về máy. Và nếu muốn, bạn có thể bỏ tiền mua skin hay những vật phẩm không làm mất cân bằng trong game. Apex Legends. Theo đó, đây là tựa game bắn súng online thế hệ mới tập trung vào cuộc chiến với những skill độc đáo. Vì thế, những người chơi phải biết kết hợp kỹ năng để tạo ra đội hình mạnh nhất, song vẫn phải hợp lý với phong cách chơi của mỗi game thủ. Bên cạnh đó, vũ khí trong game cũng tạo ra đa dạng để kèm hệ thống phụ kiện và những trang bị đặc thù như là ống nhắm tầm nhiệt giúp tạo lợi thế cho bạn trên đấu trường. Có thể nói, đây chính là cơn gió mới thổi vào làng game khó tính hiện nay. Và nhiều game thủ không thể tin rằng là có một tựa game hay mà còn miễn phí. Ngoài ra, tựa game này đang làm nên cuộc cách mạng trong thể loại đấu trường sinh tử. Và mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện trong game, điển hình là việc để giết một người chơi là khá tốn thời gian, cộng thêm băng đạn ít khiến đôi khi những màn đấu súng trở thành cuộc thi thay đạn nhanh, và tốc độ di chuyển cao cũng khiến vũ khí như là shotgun trở nên mất cân bằng. Squid Bless. Sau thời gian ấp ủ thì mới đây tựa game mobile độc đáo này đã mở cửa thử nghiệm trên Steam. Và ai cũng có thể chơi miễn phí nên bạn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Theo đó, đội ngũ làm game hy vọng với động thái mở cửa miễn phí thì tựa game này sẽ gây được sự chú ý và nhanh chóng phát triển như là anh Fortnite. Về bản chất, đây là đấu trường 5v5 hoành tráng cho mọi người bắn súng đỏ tài với nhau. Và có lẽ người chơi sẽ bị cuốn vào những màn bắn súng tốc độ cao như đậm chất nghệ thuật, bởi bạn cần phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội mới có thể giành chiến thắng. Trong game cũng xuất hiện nhiều phương tiện với những lợi thế khác nhau. Đặc biệt, game còn cho phép bạn thay đổi phương tiện vũ khí ngay trong trận chiến, giúp cho việc thay đổi chiến thuật của game thủ trở nên đơn giản hơn nhiều. Cuối cùng, đồ họa trong game cũng rất ấn tượng khi mà đây chỉ là tựa game miễn phí, chính là nhờ việc áp dụng nền tảng Unreal Engine 4 hiện đại nhất hiện nay. Battle Royale. Sau một thời gian chạy thử thì tựa game này đã phát hành vào ngày 19 tháng 2 vừa qua và là tựa game online kết hợp giữa MOBA và thể loại đấu trường sinh tử. Đã vậy, không những phát hành miễn phí cho anh thủ tham gia, tựa game này còn tiến hành cập nhật hàng loạt nội dung lớn với nhiều phần chơi đa dạng. Theo đó, game sẽ mở đến những ván đấu tầm 10 phút bao gồm 20 người chơi và bạn có thể lựa chọn solo hay lập tổ đội để chiến đấu. Ngoài ra còn những quy tắc giúp bạn làm chủ cuộc chơi như thu được tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy hay là cố gắng tiêu diệt người chơi khác và cướp đi toàn bộ số đồ của họ. Chính là yếu tố quen thuộc của những tín đồ đấu trường sinh tử phổ biến hiện nay. Đặc biệt, phong cách chơi hành động sẽ đặt lên hàng đầu trong game.
khi mà người chơi phải bỏ thời gian đi tìm và học kỹ năng cho các ngôi nhà, sau đó mới tìm và đánh bại người chơi khác để là kẻ tồn tại cuối cùng. Tuy nhiên điều khó chịu là kẻ thù sẽ có mặt ở tứ phía, và chỉ cần chớp mắt không để ý thì bạn có thể lên bảng điểm số ngay lập tức. Dota Auto Chess. Sau khi Artifact không hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì bất ngờ mảnh kết tầm của Dota 2 đã xuất hiện một tựa game thú vị mang tên Dota Auto Chess. Về cơ bản, nó sở hữu lối chơi khá giống với map Pokemon Defense, khi bạn sẽ tạo dựng đội quân của mình và phòng thủ chống lại những người chơi khác. Tuy nhiên, mức độ phức tạp của tựa game này lớn hơn rất nhiều, khi bạn phải để ý từng chủng tộc trong game cũng như vô vàn các loại nhân vật khác nhau, với mục đích cuối cùng là tạo dựng nên đội hình chiến đấu toàn diện nhất. So với tiền bối đi trước, tựa game này có khởi đầu đơn giản mà lại hấp dẫn hơn nhiều. Đồng thời còn sở hữu thêm một vài ưu điểm như là hệ thống xếp hạng cho người chơi. Và việc chơi custom game thì không ai có thể hút máu bạn một xu nào. Thế nên với gameplay lý thú và hấp dẫn như vậy, không khó để hiểu vì sao tựa game này lại trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Và đã chứng minh rằng sự hấp dẫn của một tựa game không đến từ nhà làm game, mà đến từ bản chất thú vị thật sự của tựa game đó. Vanguard's Team. Mặc dù đã có động thái khá lâu cho bản PC, nhưng phải đến đầu 2019 thì Vanguard mới thực sự trở thành một game đa nền tảng, thông qua việc công bố phiên bản truy cập sớm của tựa game này trên Steam. Mặc dù lựa chọn cho mình con đường đi riêng chả giống ai, tựa game này hướng đến việc đa nền tảng có thể liên kết với nhau, đã đánh dấu bước đi quan trọng trong việc mở rộng thị trường cho tựa game mobile lâu năm nay. Vì thế, nếu bạn tìm kiếm một tựa game có đồ họa tuyệt vời, có chế điều khiển chính xác, cộng thêm nền tảng kỹ thuật phong phú đa dạng cho PC thì hãy tải và trải nghiệm Vanguard. Bên cạnh đó, lo lắng về thiết bị trải nghiệm cũng không còn đáng ngại đối với tựa game này, khi mà dù bạn chơi trên máy tính hay những thiết bị di động quen thuộc thì cũng có thể thoải mái trải nghiệm với nhau nếu như không sợ chuột phím. Và cuối cùng, game thủ sẽ được trải nghiệm một giao diện mới, và việc đưa chế độ 5v5 thành chế độ chơi chính cũng như mang đến lối chơi hoàn toàn mới. Spell. Sau một thời gian gây tiếng vang lớn tại G-Star 2017, thì tựa game online hành động miễn phí này đã công bố liên kệ trên Steam và thông báo sẽ bắt đầu mở cửa cho các thủ tham gia vào quý 1 2019. Theo đó, tựa game này sở hữu nền tảng đồ họa siêu đẹp với tạo hình xinh xắn dễ thương. Đi kèm theo đó là những màn hành động đã tay và lối cuốn game thủ là điều hiển nhiên. Và chắc chắn những ai nhìn sơ qua tựa game này sẽ khó lòng rời mắt khỏi màn hình. Cơ chế chiến đấu trong game mà làm tính hành động với nhiệt độ tấn công nhanh, và nếu khéo léo bạn có thể tạo ra đòn combo cho mơ đến bại kẻ thù. Gameplay của nó tập trung vì phù hợp giữa trụ để chuyển hướng và kết hợp với hệ thống skill bố trí xung quanh phím di chuyển. Tuy nhiên, mặc dù ở mức cơ bản nhưng combo trong game đã tạo ra không thể nào cưỡng nổi. Vì thế, nếu hứng thú thì bạn hãy chịu khó chờ thêm thời gian nữa, và mọi thông tin sẽ được mình bổ sung trong những video tiếp theo. Ngoài ra, link tải game bạn có thể tìm thấy đầu tiên trong phần mô tả. Và nếu có ý kiến đánh giá nào thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu và vấn đề liên quan cho mình tại fanpage.
Đừng quên ấn like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy video của mình thích hợp với bạn. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại Kiếm Thủ trong những video lần sau.